Vì sao bất ngờ Tô Đại đảo quân siết chặt vòng vây với phe Nghệ Tĩnh và Tổng Trọng? Trái với những lời đồn đoán từ giới thạo tin cho rằng với sự dàn xếp của lãnh đạo Trung Quốc, các phe phái trong đảng đã thống nhất hưu chiến và đồng thuận để Chủ tịch nước Tô Lâm là người kế nhiệm Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng rút lui. Tuy nhiên, theo giới quan sát liên quan đến chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2024, thực hiện theo lời mời của Tổng Trọng, bản tin trên đài BBC Việt ngữ đã đưa ra một bình luận gây tranh cãi như sau. Ngay cả khi ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách việc mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng điều này cho thấy ông Tô Lâm vẫn chưa xoay chuyển được tình hình hiện nay. Theo giới chuyên gia, mục tiêu cao nhất của ông Tô Lâm và phe cánh hiện nay là xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, bao gồm hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là thế lực chính trị lớn nhất trong năm qua, đồng thời cũng là bệ đỡ quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mới nhất, hai thành viên của phe Nghệ Tĩnh là Đinh Tiến Dũng, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, và Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, một đàn em thân cận của ông Phan Đình Trạc, vừa bị xử lý kỷ luật. Theo giới thạo tin, đây là những đòn giàn mặt của ông Tô Lâm đối với phe Nghệ Tĩnh. Trong khi đó, một động thái khác từ Bộ Công an đã được giới quan sát chú ý. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 20 tháng 6 đưa tin Đại tá Nguyễn Xuân Thao được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Bản tin cho biết, sáng ngày 20 tháng 6, tại Hà Tĩnh, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, đến nhận chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, nhận chức vụ Giám đốc Công an Đồng Nai. Theo giới quan sát, đây là việc đổi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bằng một tay mắt mới của ông Tô Lâm là Đại tá Nguyễn Xuân Thảo. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã bị chuyển về Đồng Nai, một địa bàn cũ của Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, em vợ của ông Tô Lâm. Ông Văn hiện nay đang là thành viên quan trọng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Từ trước đến nay, Tô Lâm đã tạo ra Bộ trưởng Bộ Công an được quyền bổ nhiệm trực tiếp đối với vị trí Giám đốc Công an của 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây chính là hệ thống tai mắt của ông để giám sát, theo dõi các hoạt động cũng như các sai phạm của lãnh đạo tất cả các địa phương trên cả nước. Gần đây đã có dấu hiệu bất thường về các nhân vật cấp cao của phe Nghệ Tĩnh. Mới nhất, trong lễ bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, đã vắng mặt đồng thời ba nhân vật là người Nghệ Tĩnh đứng đầu các cơ quan, tổ chức, kiểm tra và nội chính Trung ương. Đây là điều hết sức khó hiểu. Biết rằng Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo này do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, mà trưởng Ban Nội chính là Phó trưởng Ban thường trực. Ngoài ra còn có 4 phó trưởng ban khác bao gồm trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và một phó chủ tịch Quốc hội. Đó dường như là lý do tại sao Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao làm tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đồng thời đưa Giám đốc Công an Hà Tĩnh luân chuyển về một địa bàn mà Bộ Công an có thể theo dõi và giám sát. Theo giới thiệu tin, tới đây, Giám đốc Công an Nghệ An Thiếu tướng Bùi Quang Thanh cũng sẽ được Bộ Công an xem xét để luân chuyển sang một vị trí phù hợp hơn. Những điều vừa kể trên cho thấy ông Tô Lâm đã và đang không ngừng gây áp lực lên phe Nghệ Tĩnh. Điều này đánh giá là một hình thức gián tiếp gây áp lực, buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rời bỏ chính trường để giao toàn bộ quyền lực lại cho ông Tô Lâm. Tuy nhiên, chính trị Việt Nam đang nằm trong vòng cương tỏa của Trung Quốc, thì việc Bắc Kinh dương đông kích Tây, kích động các bên đấu đá lẫn nhau là một thủ đoạn chính trị muôn thuở. Ai thắng, ai thua, cuối cùng cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ do Trung Quốc giật dây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao bất ngờ Tô Đại đảo quân siết chặt vòng vây với phe Nghệ Tĩnh và Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao mối thù giữa Tô Đại
và phe Nghệ Tĩnh là một mất một còn, không khoan nhượng. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 5 năm 2024, ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và được cử giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Trong bài viết biến động nhân sự cấp cao ở Trung ương đăng trên tờ báo Tiếng Dân vào ngày 6 tháng 6, phần nói về ông Lê Minh Hưng và tác giả Nông Văn Tiềm cho biết Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lê Minh Hưng cùng một phe và là phe mạnh nhất hiện nay, tạm gọi là phe thắng cuộc. Hưng quê Hà Tĩnh nhưng từ lâu là người của phe công an. Hưng là con trai Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn 1996 đến năm 2002. Vẫn theo tác giả Nông Văn Tiềm, Lê Minh Hưng có hai anh trai đều là tướng công an và cả hai anh trai của Hưng đều nhớ ơn Tô Lâm nâng đỡ đưa lên. Vì vậy từ lâu Hưng là người của phe thắng cuộc. Được biết ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12-13, là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Trước khi tòa án tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát, đài BBC dẫn lời một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam cho rằng tôi nghĩ ông Lê Minh Hưng nên có trách nhiệm vì không ngăn chặn được vấn đề dù không phải là người mở màn cho sai phạm, nhưng tôi chắc rằng ông ấy phải nhận thấy vấn đề và lẽ ra phải ngăn chặn nó rồi. Sau khi hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB với bản án tử hình cho bà trùm Trương Mỹ Lan, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Hưng đang nóng đít và Tổng Trọng cũng sẽ không được yên. Việc ông Hưng không bị xử lý về các sai phạm liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB chắc chắn còn là do được sự bao che của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Bộ Chính trị cho đến nay. Vì vậy, ông Hưng vẫn an toàn. Mặc dù vậy, theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay, khi mục tiêu cao nhất của Tô Lâm là xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, thì xuất hiện những dấu hiệu bất thường với ông Lê Minh Hưng cũng như các nhân vật hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh đang gặp phải. Tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung ương. Đây cũng là lễ bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang diễn ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Đây là một buổi lễ có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị, vì với đặc thù của chính trị Việt Nam, hai chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là hai vị trí nắm giữ nhiều quyền lực. Vậy mà không hiểu sao buổi lễ này lại vắng mặt ba lãnh đạo rất quan trọng của ban đảng, mà lẽ ra các ông phải có mặt, đó là ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương, Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Thay vào đó, người ta công bố quyết định nêu trên của Bộ Chính trị là phó trưởng ban tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường thay mặt cho Tổng Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lương Tam Quang trên cương vị và nhiệm vụ mới. Theo giới quan sát, Tổng Trọng vắng mặt có thể viện dẫn lý do sức khỏe, nhưng sự vắng mặt đồng thời của cả ba nhân vật đứng đầu các cơ quan tổ chức kiểm tra và nội chính Trung ương là điều hết sức khó hiểu. Hơn nữa, tân Bộ trưởng Lương Tam Quang dĩ nhiên trở thành nhân vật thành viên mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và sẽ có những phối hợp trong công tác với hai ông Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc. Cả ba ông Lê Minh Hưng, Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc đều là người Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh, là cái nôi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, ông Trạc và ông Tú từng là ứng viên cho vị trí tân Bộ trưởng Bộ Công an. Những mối thù của kể trên cho thấy có thể thấy rằng giữa phe Nghệ Tĩnh và phe Tô Lâm đã có những khúc mắc đến một mất một còn, không thể khoan nhượng. Cũng xin nhắc lại một chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An đến Quảng Châu, Trung Quốc. Đột nhiên, tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc cũng xuất hiện, khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó chỉ là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lên dây cót tinh thần cho những thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà hù dọa và gây sức ép. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao mối thù giữa Tô Lâm và phe Nghệ Tĩnh là một mất một còn, không khoan nhượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de